Trang ơi, giờ này em đang ở nơi đâu? Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm. Trời ơi Trang, trời ơi sao Trang nỡ phụ tình. Ôi phụ phàng Đạt con, ba má chỉ có con là niềm vui và lẽ sống. Con hãy quay về với ba má đi Đạt, quay về đi Đạt. Không, con không về với ba má nữa đâu. Con có lỗi với ba má nhiều lắm. Ba má ơi, một lại này quá cả. cũng tại vì mày mà đời tao tan. Tao hận mày. Trời ơi Trang, Trang ơi, tôi không thể nào quên Trang được. Anh Đạt, em muốn nói chuyện với anh. Giữa tôi và cô không còn gì để nói, mà có nói cho nhiều cũng chỉ làm vướng bận nhau thôi. Tôi nghĩ là cuộc gặp gỡ này chúng ta đừng bao giờ thấy mặt nhau nữa. Cô hãy về đi, cô hãy về đi. Phải, giữa em và anh không còn gì để nói. Nhưng Đạt ơi, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng em xin anh hãy nhẹ nương tay. Xin thứ lỗi đã làm buông lòng người tình Thank you.
rồi tương lai tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô đã đến đây ban cho tôi chút tình thương hại đó. Nhưng Trang, cô hãy nhìn kỹ lại mình đi. Cô nhìn kỹ lại mình đi. Cô là cô chỉ là một kẻ bán thân buôn hương. Cô đã dối gạt tình tôi. Cô làm cho hồn tôi sắc hương kia, sắc hương kia đã dung đắp cho cô một cuộc đời lớn xê xuống. Và nó biến cô thành một cô gái nổi danh trong chốn giang rằng cô sẽ xa lánh hết con đường tuy lạc để trở về làm một người con gái hoang. Nhưng Trang ơi, có lúc nào em cũng nghĩ là sẽ nghe tiếng em ho chạy lo từng cô là một kẻ dối trá mà, cô là người phản bội mà. Cô đi rồi, tôi ôm hết khổ đau.
nguyện trả thù đời bằng con đường tuy là. Cô đã phụ tôi để trở thành kẻ buôn ương bán phân, vì tôi có ngu dân vì làm người chẳng thật thứ chung. Anh Đạt, nghe lời em quay về đi anh. Bao nhiêu đứa trẻ đang cần anh dạy dỗ, anh nghe lời em quay về đi đó. Cô nói đủ chưa? Cô bệnh đúng không? Cô cần tiền cái gì? Đây, tiền đây, cô cầm đi. Cầm đi! Từng sao tôi bây giờ thấy mặt cô nữa, chính việc cô. Anh Đạt, em không cần tiền đâu Đạt ơi.